Anh chồng này đã có hành động van xin khi người vợ Việt Nam bắt anh ta thử một thìa tiết canh đỏ tươi này. Không những vậy, anh ta vô cùng sợ sệt và quan ngại khi thấy người vợ ăn vô cùng ngon miệng. Một hình ảnh trông vô cùng thú vị và hài hước. Thực tế không chỉ có tiết canh đâu, mà còn rất nhiều món ăn đặc sản khác ở Việt Nam cũng khiến cho người nước ngoài khiếp sợ vì vẻ ngoài không thể yêu từ cái nhìn đầu tiên này. Vì những khác biệt về văn hóa, thủy thổ, ẩm thực Việt Nam vẫn luôn khiến cho bạn bè quốc tế vừa sốc vừa thích thú với nhiều món ăn độc lạ. Trông thế thôi, nhưng vẫn có những người khi vượt qua nỗi sợ bản thân, nếm thử một lần thì lại thấy những món ăn này thực sự cuốn. Đơn cử như anh chàng Tây này, nhìn ban đầu thì sợ chạy mất dép, nhưng ăn rồi thì chắc chắn ghiền không dứt ra được. Cho ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những món ăn đặc sản Việt Nam khiến người nước ngoài khiếp sợ, nhưng khi đã thử qua thì có thể là mê quên lối về. Trước khi vào video, các bạn đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nha. Còn bây giờ thì vào nội dung chính thôi. Thứ nhất, tiết canh. Mở đầu cho loạt ẩm thực khiến người nước ngoài khiếp sợ chính là tiết canh. Tiết canh là món khai vị nổi tiếng ở Việt Nam. Đây là một món ăn tươi sống được chế biến từ máu của động vật, pha chút nước mắm, muối và sụn động vật băm nhỏ. Với những loại tiết canh như là tiết canh vịt, tiết canh lợn, tiết canh dê, món ăn này được ăn sống cùng rau thơm, hạt tiêu và chanh. Người Việt xưa quan niệm rằng huyết tươi là một vị thuốc bổ mầu nhiệm. Vì thế nhiều người rất thích ăn tiết canh vì cho rằng chúng rất bổ, lại mát nữa. Tuy nhiên với người phương Tây, đây lại là một trong những món ăn kinh dị bậc nhất hành tinh, nỗi ám ảnh và khiếp sợ đối với nhiều tín đồ ẩm thực. Vì món ăn này làm từ huyết động vật, một khái niệm không mấy thân thuộc với những trải nghiệm ẩm thực của họ đã từng có. Máu động vật không được nấu chín mà đánh đông trực tiếp rồi ăn sống. Chính vì vậy, chúng ta bắt gặp không ít những video clip trên mạng cho thấy hình ảnh người nước ngoài đã khiếp sợ thế nào khi nếm thử món ăn này. Trên thực tế, không chỉ người nước ngoài đâu, mà nhiều người Việt Nam cũng không dám dũng cảm thử ăn tiết canh vì lo ngại những vấn đề liên quan đến vệ sinh, an toàn thực phẩm. Thứ hai, nậm pịa. Tiếp theo, một món cũng đáng sợ không kém, nậm pịa. Nậm pịa là món đặc sản của Tây Bắc, chỉ dành cho những du khách có thần kinh thép mới dám ăn, vì nó được làm từ phân. Vâng, chính xác là từ phân đấy ạ. Nậm pịa hay còn gọi là nậm pịa là món ăn truyền thống của người dân tộc Thái. Người Thái thường chỉ làm nậm pịa trong các dịp đám đình, lễ hội hay dùng để tiếp khách quý. Nậm trong tiếng Thái có nghĩa là canh, pịa là phần chất dịch sền sệt trong ruột non của các loài động vật ăn cỏ như là trâu, bò, dê hay còn gọi là phân non. Nguyên liệu chế biến bao gồm tiết đông, bạc nhạc, sụn, thịt, đuôi và lục phủ ngũ tạng của động vật ăn cỏ. Tùy vào với phần pịa từ loài động vật nào mà ta có nậm pịa dê, nậm pịa bò, nậm pịa trâu, vân vân. Nghe thì thấy ghê vậy thôi, chứ đặc sản Tây Bắc này có tác dụng giải rượu rất tốt nên mới hay có trong các đình đám và đám cưới. Cách chế biến món này quan trọng nhất là phần chất dịch non được người Thái chọn lấy ở đoạn ruột non. Có phần pịa ngon nhất lấy ra bát. Nước ninh xương, ninh nhừ khi tiết ra hết độ ngọt thì cho thịt, sụn, lục phủ ngũ tạng vào, ninh cho đến khi sền sệt. Một phần ruột non trộn sẽ được đều với rau thơm, hạt mắc khén, tỏi, ớt và rau tàu mùi. Đặc biệt người Thái còn thêm mật và lá đắng để tạo thêm hương vị độc đáo cho món Tây Bắc này. Với những ai không phải là dân ở đây thì ăn được món Tây Bắc này là cả một thách thức với bản thân. Món đặc sản Tây Bắc này có vị đắng và mùi rất khó ngửi. Khi mới bắt đầu ăn bạn sẽ thấy khó nuốt bởi vị ruột, pịa, mùi của mắc khén cộng thêm vị đắng của các loại lá có thể khiến bạn phải nhả ra ngay lập tức. Tuy nhiên nếu bạn cố nhai thì sau đó sẽ cảm nhận được vị ngọt, béo trong cuống họng. Khi ăn quen thì bạn có thể sẽ bị nghiện món này đấy ạ. Thứ ba, mắm tôm. Được nhiều người ca tụng là quốc hồn quốc túy của ẩm thực Việt. Thế nhưng mắm tôm lại là món ăn khiến người nước ngoài sợ hãi cả về phần hình ảnh lẫn mùi hương. Mắm tôm là loại mắm được làm chủ yếu từ tôm và muối ăn, sử dụng một loại enzyme có trong ruột tôm để lên men, tạo nên hương vị đặc trưng. Với màu đen và mùi hương nồng nàn say đắm lòng người, mắm tôm cũng đã trở thành nỗi khiếp sợ đối với các du khách nước ngoài. Với người Việt Nam thì mắm tôm là thứ không thể thiếu trong các món ăn như là bún đậu, bún thang, thịt chó. Tuy là đặc sản của Việt Nam nhưng trong mắt người nước ngoài, món ăn này được xếp vào dạng món ăn kinh dị không nên nếm thử. Cũng giống như tiết canh, không chỉ mỗi khách nước ngoài mà rất nhiều người Việt Nam chúng ta cũng không ăn được mắm tôm vì mùi hương nồng nàn của nó. Thế nhưng đối với những ai ăn được mắm tôm, nó trở thành một cực phẩm gia tăng độ ngon của món ăn. Vậy nên mới có câu bún đậu phải có mắm tôm. Thứ tư, gỏi cá nhảy. Thêm một món ăn độc lạ đến từ dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc chính là món gỏi cá nhảy, một đặc sản có phần kinh dị nhưng lại hấp dẫn vô cùng.
Món này được chế biến và ăn ngay tại bàn, do đó nguyên liệu được tuyển chọn kỹ càng và gắt gao. Cá dùng để chế biến món cá nhảy là cá chép con, được nuôi ở ao tự nhiên hoặc bắt ở suối nguồn, cách xa khu dân cư. Không được chọn những con quá to mà chỉ chọn loại cá bé bằng đầu ngón tay, sau đó ngâm trong nước muối để cá tự nhả hết chất bẩn. Thú thật, cũng giống như đồ sống như sashimi của Nhật Bản, nhưng mà khi ăn gỏi cá nhảy mà cá vẫn nhảy tanh tách thế này thì thật đáng quan ngại cho người nước ngoài trải nghiệm. Cũng như nhiều món gỏi khác, gỏi cá nhảy được trộn chung với các gia vị và nhiều loại rau sống, lõi chuối non và rau thơm. Ngoài các gia vị cơ bản như là mắm, muối, mì chính, tỏi, ớt thì không thể thiếu hạt mắc khén, gia vị đặc biệt của người Thái. Tất cả phải được băm nhỏ, tạo thành hỗn hợp ăn kèm có độ chua, cay, nồng, ngọt và mùi thơm đặc trưng. Cách ăn của người Thái như sau. Đầu tiên là bắt một con cá rồi dùng dao rạch bụng, nặn bỏ hết ruột ra ngoài. Nhanh chóng bỏ vào hỗn hợp rau thơm, gia vị, khi nãy dùng thìa múc cả cá lẫn lõi chuối và nước chua để thưởng thức. Nhiều người nước ngoài khi nhìn thấy những con cá nhảy tanh tách trong đĩa không dám nhìn, chứ đừng nói là thử. Nhưng với những ai có gan nếm thử món cá nhảy, họ đều đồng ý rằng món ăn này có hương vị vô cùng độc đáo. Đó là vị giòn, ngọt của cá và vị cay của tỏi, ớt, vị tê tê lên đầu lưỡi và mùi thơm nồng của hạt mắc khén. Các loại gia vị hòa quyện với nhau át đi vị tanh của cá. Thứ năm, thịt chuột. Trong mắt người nước ngoài, thịt chuột là món ăn kinh dị và không thể chấp nhận được. Đây là món ăn đặc sản của nhiều vùng miền ở Việt Nam. Nhưng đối với người phương Tây, việc ăn thịt chuột là một hành động ghê tởm và đáng sợ. Có một số lý do khiến người nước ngoài e ngại thịt chuột. Thứ nhất là chuột là thường được coi là loài gặm nhấm, gây hại và mang bệnh tật. Thứ hai, thịt chuột có thể có mùi hôi và vị lạ. Thứ ba, việc ăn thịt chuột có thể đi ngược lại với quan niệm văn hóa của người phương Tây về việc ăn thịt động vật. Tuy nhiên, cũng có một số người nước ngoài đã thử và đánh giá cao thịt chuột. Họ nhận xét rằng thịt chuột có vị ngon, mềm và thơm. Một số món ăn được làm từ thịt chuột cũng được đánh giá là có hương vị vô cùng hấp dẫn. Thứ sáu, trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn là một trong những món ăn nhẹ, bình dân ở Việt Nam và được coi là món ăn vô cùng bổ dưỡng. Ngoài Việt Nam thì món này cũng được ưa chuộng ở một số nước châu Á khác như là Trung Quốc, Philippines hay là Campuchia. Tuy nhiên là món ăn này lại khá lạ lẫm với người nước ngoài, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia phương Tây. Nhiều người nước ngoài cho rằng trứng vịt lộn là món ăn kinh dị hoặc đáng sợ. Nguyên nhân là do họ chưa quen với việc ăn trứng với phôi thai ở bên trong. Họ có thể cảm thấy ghê tởm hoặc thậm chí là sợ hãi khi nhìn thấy vịt con đã hình thành trong quả trứng. Ngoài ra, một số người nước ngoài cũng lo ngại vấn đề an toàn thực phẩm của trứng vịt lộn. Họ cho rằng việc ăn trứng vịt lộn có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai và trẻ em. Tuy nhiên, cũng có một số người nước ngoài đã thử và yêu thích món trứng vịt lộn này. Họ nhận xét rằng món này có hương vị thơm ngon và bổ dưỡng. Thứ bảy, đuông dừa. Đuông dừa là một món ăn đặc sản ở miền Nam Việt Nam, được làm từ ấu trùng của bọ cánh cứng đuông dừa. Món ăn này được coi là một trong những món ăn kỳ dị nhất của Việt Nam trong mắt người nước ngoài. Trong văn hóa ẩm thực của người Việt Nam, đuông dừa được coi là một món ăn bổ dưỡng và ngon miệng. Đuông dừa có vị ngọt thanh, bùi, béo, được ăn sống với nước mắm hoặc chế biến thành các món ăn khác như là nướng, chiên hay là hấp. Tuy nhiên, đối với người nước ngoài, đuông dừa là món ăn khá đáng sợ. Ngoại hình của đuông dừa khá giống với sâu bọ, khiến nhiều người cảm thấy ghê sợ. Ngoài ra, việc ăn đuông dừa sống cũng khiến nhiều người nước ngoài cảm thấy vô cùng ngần ngại. Nhìn chung, những món ăn kể trên đều có vẻ ngoài không được bắt mắt hoặc có cách chế biến lạ lùng khiến thực khách khó có thể có cách nhìn thiện cảm ngay từ lần đầu. Tuy nhiên, đây đều là những món ăn khoái khẩu tạo nên đặc sắc cho văn hóa ẩm thực Việt Nam. Bên cạnh những người vẫn khốn đốn để trải nghiệm thì có rất nhiều du khách nước ngoài mê mẩn hương vị của những món ăn độc lạ này. Và đó là toàn bộ thông tin về những món ăn Việt khiến người nước ngoài khiếp sợ. Các bạn có biết thêm món ăn độc lạ nào của Việt Nam nữa hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng bàn luận nha. Và đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.